Chào mừng các bạn đến với bản tin chiều của kênh bình luận viên Anh Quân News. Quả là một ngày ngập tràn không khí bóng đá khi Champions League trở lại, và dư âm của các trận đấu rạng sáng nay chắc chắn vẫn chưa thể phai trong lòng người hâm mộ. Và đêm nay chúng ta tiếp tục được sống trong bầu không khí ấy. Nhưng trước khi đi ngủ sớm để dành sức xem Champions League, hãy điểm qua một số tin tức thú vị trong ngày. Mbappe khẳng định hạnh phúc ở Paris Saint-Germain. Mourinho muốn tái hợp cùng Ronaldo. Man City cướp sao trẻ Brazil trước mũi của Arsenal. Solskjaer được mời làm huấn luyện viên. Paris Saint-Germain vừa đút túi chiến thắng trước Real Madrid tại sân công viên các hoàng tử bằng siêu phẩm của Mbappe. Đáng chú ý, theo tờ Marca, ba lãnh đạo đội bóng nước Pháp rất không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Daniele Orsato. Dường như quá bức xúc, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và giám đốc thể thao Leonardo đã di chuyển từ khán đài xuống sân để trao đổi với vị vua áo đen khi hiệp một trận đấu khép lại. Theo Marca, các viên chức của UEFA đã chứng kiến toàn bộ sự việc lúc đó, không biết có phải do chịu áp lực từ phía ban lãnh đạo Paris Saint-Germain hay không. Sau giờ nghỉ, trọng tài Osato đã đưa ra nhiều quyết định có lợi cho đội chủ nhà. Đơn cử như việc cho Paris Saint-Germain hưởng penalty và rút thẻ đối với Casemiro và Ferland Mendy khiến bộ đôi của Real Madrid bị treo giò trong trận lượt về. Dẫu sao, chiến thắng dành cho Paris Saint-Germain là hoàn toàn xứng đáng khi đội chủ nhà đã chơi áp đảo so với câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Ancelotti sau trận còn phải thốt lên rằng Paris Saint-Germain xứng đáng giành chiến thắng, họ chơi hay hơn chúng tôi. Ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu này không ai khác ngoài Kylian Mbappe, trong khi Neymar chưa đảm bảo về thể lực và chỉ thi đấu những phút cuối. Messi với cú sút hỏng penalty thì Kylian Mbappe một lần nữa sắm vai người hùng cho đội bóng nước Pháp. Không chỉ ghi bàn thắng duy nhất, xuyên suốt cả trận Mbappe còn tạo ra rất nhiều sóng gió lên khung thành của thủ môn Courtois. Sau màn trình diễn rạng sáng này, chắc chắn Real càng thêm quyết tâm chiêu mộ siêu sao người Pháp về với Bernabeu. Ngay sau khi trận đấu khép lại, tiền đạo người Pháp đã lên tiếng về tương lai của mình. "Tôi chưa quyết định chuyện tương lai của mình. Tôi đang chơi cho Paris Saint-Germain, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất trên thế giới. Trận đấu này có ảnh hưởng đến tương lai của tôi? Không, tôi chưa quyết định. Tôi vẫn luôn cố gắng hết sức và sau đó sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải tới." Ngoài ra, Mbappe khẳng định vẫn đang hạnh phúc tại thủ đô nước Pháp. Dù mới dẫn dắt Paris Saint-Germain chiến thắng Real, nhưng tương lai của Pochettino tại Paris Saint-Germain vẫn không được đảm bảo. Theo thông tin độc quyền của Ledigsport.com còn chỉ ra rằng Les Parisiens đã chuẩn bị sẵn kế hoạch mà không có tên của nhà cầm quân người Argentina từ tháng 11 năm 2021. Hiện tại, Zinedine Zidane là cái tên mà Paris Saint-Germain mong muốn bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng của mùa hè. Mới đây, tờ Foot Mercato khẳng định đích thân quốc vương Qatar là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã ra mặt để thuyết phục Zidane nhận lời dẫn dắt Paris Saint-Germain. Ngoài ra, nguồn tin này cũng cho biết những người đứng đầu tại sân Parc des Princes sẵn sàng biến Zidane trở thành huấn luyện viên có mức lương cao nhất trong lịch sử của đội bóng. Thậm chí họ sẽ đồng ý với yêu cầu được sở hữu nhiều quyền lực trong nội bộ đội bóng của huyền thoại người Pháp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chiến lược gia 49 tuổi sẽ thoải mái trong việc lựa chọn nhân sự và thực hiện một dự án hoàn toàn mới. Zidane cập bến sân công viên các hoàng tử có thể sẽ tác động lớn đến quyết định đi hay ở của Mbappe. Bên cạnh trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid, cuộc đối đầu giữa Man United và Brighton cũng nhận được nhiều sự chú ý. Quỷ đỏ đã giành chiến thắng trên sân nhà, qua đó trở lại với top 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Đáng chú ý, trong trận đấu này, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã gạch tên trung vệ Raphael Varane chỉ 30 phút trước khi bóng lăn, dù trước đó tên Anh có trong danh sách thi đấu chính thức. Theo lý giải của chiến lược gia người Đức thì Varane bị ốm, không thể ra sân nên cơ hội được trao cho Lindelof. Cụ thể, huấn luyện viên Ralf Rangnick chia sẻ sau trận đấu: "Trên đường về từ khách sạn sau bữa ăn tối và họp đội, cậu ấy đã bị đau dạ dày. Chúng tôi đã hy vọng điều trị khỏi bệnh bằng thuốc, nhưng Varane vẫn không cảm thấy khỏe. Đó là lý do tại sao chúng tôi thay thế cậu ấy bằng Victor Lindelof." Có thể thấy bộ đôi Maguire và Lindelof vẫn không thể đem lại sự yên tâm khi họ vẫn để Brighton nhiều lần uy hiếp không thành. Nếu không có sự xuất sắc của David De Gea trong khung gỗ, có lẽ Man United đã không giữ sạch lưới ở trận đấu này. Và không có sự tỏa sáng của Ronaldo, chưa chắc Man United có thể giành chiến thắng. Pha lập công của CR7 không chỉ góp phần mang về 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford, nó còn giải tỏa áp lực nơi siêu sao người Bồ Đào Nha khi ngắt chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn cho thấy mình là một tay săn bàn đáng sợ. Vì vậy, không ít đội bóng mong muốn có sự phục vụ của cựu sao Real Madrid. The Goal dẫn nguồn The Sun cho biết, chủ nhân 5 quả bóng vàng hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, có thể kể đến như Paris Saint-Germain hay Bayern Munich. Mới đây, AS Roma cũng đã đánh tiếng muốn chiêu mộ Anh. Huấn luyện viên Jose Mourinho đặt tham vọng sẽ giúp đại diện thủ đô nước Ý vô địch Serie A mùa tới. Do đó, ông đã đề nghị thượng tầng Roma xem xét phương án tiếp cận Ronaldo, cậu học trò cũ từng được ông dẫn dắt trong quãng thời gian làm việc tại Real. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày đẹp nhất với Ronaldo, không chỉ ghi bàn mang về chiến thắng cho Man United. Mới đây, CR7 còn nhận thông tin có lợi từ vụ điều tra phốt cũ của Anh cách đây hơn 10 năm.
Theo đó, Catherine Mayorga đã cáo buộc ngôi sao của Manchester United cưỡng hiếp cô trong một phòng khách sạn ở Las Vegas vào năm 2009. Ronaldo đã kịch liệt phủ nhận những tuyên bố của cô nàng kia. Ronaldo khẳng định đã có sự tự nguyện của cả hai bên. Sở cảnh sát đô thị Las Vegas đã điều tra những cáo buộc của Mayorga. Tuy nhiên mới đây, Daily Mail cho biết, trưởng công tố viên quận Clark, Stephen Watson đã từ chối truy tố. Ông kết luận rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc hiếp dâm đối với Ronaldo. Trong khi Ronaldo vừa được minh oan thì người đồng đội cũ thân thiết của anh vừa đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng. Trong trận đấu giữa Porto và Sporting tại vòng 22 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Pepe lao vào dùng đầu cản phá sau tình huống cao chân của Hao Pahinha. Có lẽ bức xúc vì đối phương không bị phạt, lão tướng người Bồ đã tìm Pahinha để nói chuyện bằng nắm đấm. Các đồng đội của Pepe trên sân, các thành viên khác bên ngoài đường pitch cũng như những thành viên của hai câu lạc bộ cũng lao vào bao vây trọng tài. Có tổng cộng 40 người tham gia cuộc ẩu đả này. Trọng tài phải rút ra 4 thẻ đỏ với 4 cầu thủ, đó là João Pahinha, Bruno Tabata, Marchesin cùng với Pepe. Tờ Abola mới đây còn đưa tin rằng Pepe có thể phải đối diện án cấm thi đấu lên đến 2 năm. Anh bị cáo buộc đã đá một giám đốc của Sporting, tức là thực hiện hành vi bạo lực. Nếu bị phạt nặng, Pepe có thể bị treo giò đến 2 năm. Ngoài ra, tờ Abola khẳng định cầu thủ này đã giấu một viên đạn được các cổ động viên ném xuống từ khán đài. Nếu bị cấm thi đấu 2 năm, sự nghiệp của Pepe xem như kết thúc khi anh đã 38 tuổi. Sao trẻ Savinho được cho là mục tiêu của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng. Pháo thủ đã thương lượng với câu lạc bộ Red Bulls Bragantino để ký hợp đồng với Savinho với mức phí rơi vào khoảng 6,5 triệu euro. Tuy nhiên, nhiều khả năng Arsenal sẽ vụt mất tài năng người Brazil này khi City Football Group, chủ sở hữu của Man City, đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Savinho. Theo tờ Global tiết lộ, lời mời của City Football Group đã gửi lời đề nghị lên tới 10 triệu euro cho cầu thủ sinh năm 2004 này. Savinho vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho Atlético Mineiro, nhưng tài năng của anh đã được báo giới nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Kể từ khi rời ghế huấn luyện tại Man United đến nay, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Mới đây, chiến lược gia người Na Uy đã nhận được lời mời từ một câu lạc bộ thuộc giải vô địch Scotland, Aberdeen. Theo đó, chia sẻ trước truyền thông mới đây, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Aberdeen Arsenal, Charlie Nicholas cho biết, nếu câu lạc bộ Aberdeen thực sự muốn đưa ra quyết định, họ nên đến và cố gắng trao đổi với Ole Gunnar Solskjaer. Tôi đã suy nghĩ về các lựa chọn tân huấn luyện viên cho đội bóng cũ của mình và tôi rất muốn họ ra ngoài tuyên bố về ý định tìm người mới. Tại sao không đến và đặt vấn đề với cựu huấn luyện viên của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, xem anh ấy có quan tâm hay không? Có thể anh ấy sẽ từ chối, tuy nhiên nếu không thử, bạn sẽ không biết được. Ngoài Aberdeen, một vài đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm dành cho nhà cầm quân người Na Uy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chiến lược gia 48 tuổi vẫn khá im hơi lặng tiếng. Mới đây, một bức thư nặc danh đã được gửi đến văn phòng của Bayern Munich tại St. Pauli vào ngày 12 tháng 1 vừa qua có nội dung: hãy cứu lấy giải đấu, cứu lấy một bóng đá, thiêu đốt và giết chết những con lợn Bayern bẩn thỉu. Theo nguồn tin từ The Bild, bức thư đe dọa trên được cho là nhắm đến ba cầu thủ Robert Lewandowski, Manuel Neuer và Serge Gnabry. Ngay lập tức, những cầu thủ trên đã lập tức trình báo cảnh sát. Phía cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc và nhấn mạnh: chúng tôi đang điều tra vì nghi ngờ có những lời đe dọa và làm xáo trộn sự bình yên của cộng đồng bằng cách đe dọa phạm tội. Và đó là những thông tin có trong bản tin hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.